Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày ngày hôm nay mùng 4 tháng 2. Ngay bây giờ thì hãy cùng xem trong ngày hôm nay sẽ có những tin tức gì nổi bật thì chúng ta sẽ cùng nhau tổng hợp lại ngay bây giờ nhé. Trên trang Facebook cá nhân của Kiều Anh Hera thì mới đây đã đăng tải những thông tin về việc là cô nàng chuẩn bị lên xe hoa, khiến cho rất nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên thì thậm chí có rất nhiều người đã cho rằng đây chỉ là một trò đùa vui của Kiều Anh Hera mà thôi. Vốn là một trong những gương mặt streamer đình đám nhất trong làng game Việt, tuy nhiên thì việc liên tiếp dính vào những thị phi từ việc là lộ clip nhạy cảm cho tới chuyện tình cảm đã khiến cho người hâm mộ có cái nhìn thiếu thiện cảm với cô nàng này. Thậm chí là khi chứng kiến những bức hình mà Kiều Anh Hera đi lựa váy cưới cho đại lễ của mình, nhiều người cho rằng đây chỉ là một chiêu trò của cô nàng để nhằm hâm nóng tên tuổi trở lại của mình. Chỉ cho tới khi mà người yêu của Kiều Anh Hera đăng tải tiếp những hình ảnh của cô trong bộ váy cưới duyên dáng thì mọi người mới có thể tin rằng những thông tin trên là sự thật chứ không phải đùa. Mặc dù là cô và người yêu hiện tại vẫn chưa hề tiết lộ gì về khoảng thời gian và địa điểm sẽ tổ chức đám cưới và đám hỏi, nhưng mà cuối cùng thì trải qua rất nhiều sóng gió thì Kiều Anh Hera đã tìm thấy chân ái cho đời mình. Và đây có vẻ là một cái kết viên mãn dành cho bóng hồng rạng rỡ của làng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam. Vừa qua thì Linh Ly đã khiến cho khán giả vô cùng sốc với ngoại hình nữ tính của mình. Đồng thời thì Linh Ly cũng đã gay gắt lên tiếng khi mà một số khán giả cho rằng Linh Ly đang thay đổi ngoại hình và công khai giới tính chỉ để đánh bóng tên tuổi. Trên trang cá nhân của mình thì Linh Ly đã đăng tải dòng tâm sự vì lý do vì sao không công khai giới tính từ trước và cũng như là đáp trả tin đồn về việc công khai giới tính để gây sự chú ý. Linh Ly đã bức xúc chia sẻ rằng tại sao bây giờ mới come out, làm bây giờ để tạo thị phi cho nổi à? Mỗi người một hoàn cảnh mà, đâu phải cứ dễ dàng mà nói ra được. Linh mà nói ra được thì Linh đã nói ra từ bé để có thể thoải mái làm chính mình rồi. Làm gì phải sống như một người khác trong hơn 30 năm vừa qua. Nửa cuộc đời phải luôn làm mọi thứ để mọi người hài lòng và tránh nghe những lời chửi, lời miệt thị về giới tính. Giọng ca cô gái bàn bên còn tâm sự về quãng thời gian phải chịu rất nhiều miệt thị từ bạn bè, từ thời còn đi học và bị một số khán giả chỉ trích khi mà công khai giới tính trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó thì Linh Ly cũng cho biết anh đã đọc tất cả những bình luận về bản thân trên mạng xã hội. Nam ca sĩ cảm ơn những lời động viên từ phía khán giả đã yêu mến mình và đồng thời anh cũng học cách chấp nhận các ý kiến trái chiều để có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Cuối cùng thì nam ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ và nhắn gửi đến các anti fan của mình rằng chúng ta đều là con người, hãy dành cho nhau những gì tốt đẹp. Bạn có thể ghét tôi nhưng tôi không ghét bạn. Tôi phải cảm ơn vì bạn đã cho tôi mạnh mẽ hơn. Mới đây thì Jack đã bất ngờ đăng tải những hình ảnh nhí nhố vào lúc nửa đêm và khiến cho các fan vô cùng thích thú. Nhìn qua những hình ảnh này thì có thể thấy là Jack đã có thể vượt qua được cú sốc và đã cân bằng được cuộc sống của mình rồi. Nhìn thần thái cũng đã vui vẻ và rạng rỡ hơn rất nhiều. Bên cạnh những hình ảnh thì anh chàng còn nhắn gửi dòng tâm trạng đậm chất cà khịa đến ai kia cực lầy lội. Jack đã viết rằng nghe nói 200k kia đang bị một thế lực hoạt hình nào đó hách, lo làm gì. Được biết thì vào đầu năm 2020, Jack đã bất ngờ xuất hiện trình diễn trong sóng 20 của HTV và đây là một tín hiệu được cho là anh đã sẵn sàng để trở lại với showbiz. Tại đây thì nam ca sĩ chia sẻ rằng được trời thương, cái gì nên đến thì đến, chứ tôi chưa bao giờ toan tính hoặc suy nghĩ trước xem là mình phải làm thế nào. Tôi hay làm vì đam mê, viết nhạc cũng vậy và suy nghĩ những chuyện khác cũng vậy. Tất cả đều bằng bản năng, không học ở đâu cả. Và việc Jack ám chỉ đến thế lực ai kia trong dòng status của mình thực sự là khiến cho người hâm mộ rất quan tâm. Mặc dù là chia sẻ vào lúc nửa đêm nhưng mà bài đăng của Jack vẫn thu hút về hàng chục nghìn bình luận và tương tác. Mới đây thì Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã gửi giấy mời đến hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải lên để làm việc vào lúc 14 giờ ngày hôm nay mùng 4 tháng 2 về vụ việc là có liên quan đến một cuộc gọi của một người mạo danh là Tuấn Khỉ nói là muốn đầu thú. Cụ thể là vào chiều ngày 1 tháng 2 thì hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã nhận được một cuộc điện thoại từ một người tự xưng là Lê Quốc Tuấn hay còn được gọi là Tuấn Khỉ. Bị can đã gây ra vụ xả súng làm 5 người chết ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Và theo hiệp sĩ Hải thì người tự xưng là Tuấn đã nói là anh ta đang ở xã Trung An, huyện Củ Chi và muốn ra đầu thú với điều kiện là phải cho gặp vợ con trước. Cuộc gọi được ông Hải ghi âm và hiệp sĩ Hải sau đó cũng báo lại vụ việc này cho công an tỉnh Bình Dương và Bộ Công an. Tuy nhiên thì một ngày sau, công an tỉnh Bình Dương đã bác bỏ thông tin Tuấn Khỉ muốn đầu thú. Cơ quan điều tra xác định người gọi cho hiệp sĩ Hải không phải là Tuấn Khỉ. Liên quan đến vụ án thì công an tỉnh Bình Dương đã khuyến cáo khi chưa có kết quả điều tra và kết luận chính xác từ phía cơ quan công an thì người dân không nên chia sẻ và bình luận có tính suy diễn để rồi đăng tải lên mạng xã hội và làm nhiễu loạn thông tin cũng như là gây khó khăn cho quá trình điều tra và truy bắt. Các bạn thân mến, vừa rồi là những tin tức của ngày hôm nay, những tin tức nổi bật có trong Gặp Nhau Cuối Ngày mùng 4 tháng 2. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào, chúc các bạn ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối ngày mai nhé.